lợi ích của việc đi bộ sau ăn. Đi bộ sau ăn có thể đem lại một số tác dụng với sức khỏe như sau, theo Healthline. Cải thiện tiêu hóa. Một lợi ích tiềm năng lớn của việc đi bộ sau ăn chính là cải thiện hệ tiêu hóa bằng cách kích thích dạ dày và ruột, tăng cường nhu động ruột, từ đó khiến thức ăn di chuyển nhanh hơn, giảm nguy cơ táo bón, đầy hơi, ở nóng. Nghiên cứu năm 2018 trên NCBI đã chỉ ra rằng đi bộ khoảng 10 giờ mỗi tuần có thể ngăn ngừa nhiều loại ung thư tiêu hóa như ung thư miệng, họng, thực quản, ruột non, đại tràng, tuyến tụy, bàng quang và gan. Kiểm soát lượng đường trong máu. Một nghiên cứu năm 2016 trên NCBI được thực hiện trên người mắc bệnh tiểu đường tai 2 cho thấy đi bộ nhẹ nhàng trong 10 phút sau mỗi bữa ăn có hiệu quả hơn đi bộ 30 phút trong bất kỳ thời điểm nào đối với việc kiểm soát đường huyết ở nhóm người này. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong nhiều thập kỷ, hoạt động thể chất luôn được nhắc đến là hoạt động có liên quan mật thiết với sức khỏe tim mạch. Cụ thể hơn là giúp giảm huyết áp, cholesterol có hại, từ đó giảm nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ và đau tim. CDC khuyến nghị mọi người nên tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần. Bằng cách đi bộ 10 phút mỗi ngày sau mỗi bữa ăn, bạn đã có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu di chuyển tối thiểu này. Hỗ trợ giảm cân. Tác dụng của đi bộ sau ăn đối với cân nặng chủ yếu liên quan tới tác dụng của vận động thể chất giúp đốt cháy calo. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu và dữ liệu để xác định tác động cụ thể của việc đi bộ sau ăn đối với giảm cân diễn ra như thế nào. Nhược điểm. Mặc dù đi bộ sau ăn có rất ít tác dụng phụ tiêu cực, nhưng một số người vẫn có thể bị đau bụng nếu đi bộ ngay sau khi ăn. Với các triệu chứng như tiêu chảy, khó tiêu, buồn nôn, chướng bụng. Nếu gặp phải các triệu chứng này, hãy cố gắng đợi từ 10-15 phút sau khi ăn rồi mới đi bộ và đi bộ bắt đầu với tốc độ chậm rãi. Lựa chọn thời điểm đi bộ cũng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân để tránh gặp phải các hệ quả sức khỏe tiêu cực. Đặc biệt, nếu bạn muốn đi bộ nhanh, đi bộ leo dốc hay đi bộ đường dài thì tốt nhất nên ăn nhẹ trước khi đi bộ để bổ sung năng lượng cho cơ thể, đảm bảo việc hoạt động được hiệu quả.